Và một lần nữa, mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và bây giờ, chúng mình cùng đi tour màu nào. Nay mình sẽ tô màu cho các bạn xem này. Tina, Tina thanh mèo. Không đổi mới cho bọn có tiếng xanh ấy. Kim mà không giảm được hai triệu chắc em nghỉ mất. Có nên nghỉ không chứ? Anh kia mà giảm không được 2 triệu có nên nghỉ không? Nghỉ luôn. Được, em sẽ nghe được chuyện. Em quay lại trên lẩu là sửa lại trên đôi. Chỉ vì anh Kim bảo có việc mà em đã quay lại đây làm. Hello, xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay mình sẽ cùng các bạn đi tô màu nhé. Và bây giờ chúng ta cùng đi tô màu nào. Trước khi đi tô màu, nếu các bạn thấy hay, hãy cho mình lượt like và lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và một lần nữa, mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và bây giờ chúng mình cùng đi tour màu nào. Các bạn nghĩ ra mình sẽ đi tour màu cho các bạn xem.
xong gì xong đi ra chị hát đi. Xong bây giờ chị hát đi. Xong bây giờ mà chị hát đi. Chị thử hát xem. Bài gì thì hát thôi, chị em giờ không biết được cái bài hát thôi. Dạ ơi, hát mấy cái bài hát có trang bây giờ. Mình đã tôi một xong.